Ba mẹ cần làm gì khi cơn hen cấp của con ập đến? Cơn hen cấp nếu chúng ta không biết xử trí kịp hoặc là cấp cứu kịp thời mà cơn hen cấp nặng lên có thể ảnh hưởng đến tính mạng của em bé của mình. Đó. Vậy thì khi mà cơn hen cấp đến thì đầu tiên là các bố mẹ thứ nhất là loại bỏ các yếu tố kích thích. Các bạn biết rồi là khi mà cơn hen thường là hay có liên quan đến yếu tố kích thích, đặc biệt là các cái yếu tố khói thuốc rồi lông bông mũi thảm vân vân. Và đồng thời các bạn cho em bé khí dung hoặc là xịt phanitulin ngay lập tức và cần gọi người hỗ trợ, gọi những người thân, người quen để hỗ trợ các bố mẹ, để hỗ trợ bố mẹ có thể là phải đưa em bé đi viện khám cấp cứu. Hoặc là các bạn có thể gọi đến các cơ sở y tế hoặc là cho các bác sĩ của mình để được các bác sĩ tư vấn xử trí trong cái lúc mà các bạn chưa kịp đưa em bé đi tới bệnh viện. Thế và nếu trong trường hợp mà các bạn thấy em bé nặng lên thì các bạn phải đưa em bé đi tới bệnh viện ngay lập tức, và trên đường đi thì cứ 20 phút các bạn cho em bé xịt hoặc là khí dung Vanitolin một lần cho đến khi em bé tới được bệnh viện. Thế còn nếu như các bạn thấy khi mà khí dung hoặc xịt mà thấy em bé đỡ rồi, các bạn có thể theo dõi ở nhà và 4 đến 5 tiếng các bạn lại xịt lại lần nữa. Và nếu các em bé không còn ho hoặc khò khè hoặc có các cái triệu chứng khó thở nữa thì như vậy là em bé có thể bạn có thể điều trị cho em bé tại nhà được. Đó. Vậy thì như vậy là hen phế quản. Nếu như chúng ta phát hiện và xử trí sớm ngay từ lúc mà em bé có dấu hiệu tiền triệu đó, thì như vậy sẽ giúp được ngăn ngừa việc tiến triển thành cơn hen cấp của con, thành cơn hen cấp nặng, đúng không ạ? Vậy thì cái điều quan trọng là các bố mẹ cần thứ nhất là nhận biết được các dấu hiệu tiền triệu của cơn hen cấp em bé của mình, các là dấu hiệu sớm của cơn hen cấp. Và cái thứ hai là phải đảm bảo rằng mình có thuốc cắt cơn luôn, các em bé hen phế quản luôn luôn mang thuốc cắt cơn bên mình. Thường là sẽ mang các thuốc cắt cơn ở dạng xịt chúng ta có thể mang đi được khắp nơi, còn ở nhà thì chúng ta mới có thuốc để khí dung, đúng không ạ? Và các bạn phải đảm bảo rằng là biết rằng xịt đúng cách hoặc biết cách sử dụng thuốc khí dung, xịt đúng cách và biết được cái liều cho con của mình cần phải xịt là bao nhiêu, đúng không ạ? Và nếu như trong trường hợp mà em bé của chúng ta đi học thì các bạn cần phải gặp nhân viên y tế, các nhân viên y tế của trường học cũng như là cô giáo chủ nhiệm của con để mà nói với cô giáo chủ nhiệm cũng như là nhân viên y tế gọi là bác sĩ gọi là y tế trường học để các bác biết tình trạng của con cũng như là cái liều lượng thuốc cũng như là cái cách xử trí khi mà chẳng may em bé của chúng ta bị lên cơn hen cấp ở trường như thế nào. Và một điều nữa bác sĩ cũng nhấn mạnh, các bố mẹ là không được tự điều trị cơn hen cấp ở nhà cho con. Các bố mẹ chỉ được phép xịt hoặc khí dung 1 đến 2 lần. Nếu như mà con không đỡ thì bắt buộc phải cho con đi tới viện ngay lập tức, được chưa ạ? Bởi nếu như nhiều bố mẹ là cứ tự ở nhà tự khí dung cho con mà con nặng lên thì điều đó rất là nguy hiểm. Đấy, trừ khi mà các bạn xịt hoặc khí dung mà các bạn thấy rằng là em bé của mình đỡ hẳn đi và sau 1 đến 2 lần khí dung hoặc là xịt em bé cắt được cơn hen, tức là em bé không còn ho, không còn tức ngực hoặc không còn khó thở nữa, thì khi đó các bạn được phép điều trị con tại nhà. Vậy thì đấy là những cái cơ bản bác sĩ Hương chia sẻ, để hy vọng những cái kiến thức cơ bản này sẽ giúp được các bố mẹ xử trí, giúp cho em bé của mình vượt qua được cái cơn hen cấp. Thế mọi người nhớ share giúp bác sĩ Hương cái livestream này nha, để bác sĩ Hương có nhiều động lực hơn để chia sẻ các kiến thức cho cộng đồng. Bởi vì là cái sứ mệnh của bác sĩ Hương đó là mong muốn lan tỏa và chia sẻ kiến thức hen cho cộng đồng, để làm sao gọi là vì mục tiêu là vì lá phổi khỏe các con. Bác sĩ Hương rất là mong muốn các em bé được chẩn đoán và được điều trị đúng và các bố mẹ hiểu để chúng ta cùng hợp tác điều trị. Và cuối cùng, về mục tiêu cuối cùng là chất lượng lá phổi của em bé của mình, đúng không ạ?